Trong sáng nay, tại Trung tâm Hành chính thành phố đã diễn ra chương trình đối thoại tháng 3 giữa lãnh đạo thành phố và đại biểu thanh niên năm 2023 với chủ đề Thanh niên Đà Nẵng tiên phong trong chuyển đổi số. Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam và Bí thư Thành đoàn Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì buổi đối thoại. Chương trình đối thoại tháng 3 được tổ chức vào tháng thanh niên hàng năm, là diễn đàn để lãnh đạo thành phố gặp gỡ đối thoại với cán bộ đoàn viên thanh niên nhằm phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác chăm lo phát triển thanh niên, cũng như lắng nghe những nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của thanh niên. Năm nay với chủ đề Thanh niên Đà Nẵng tiên phong trong chuyển đổi số, diễn đàn là cơ hội để thanh niên địa phương đề xuất những sáng kiến, ý tưởng, kiến nghị liên quan đến nội dung chuyển đổi số hiện nay, góp phần vào quá trình xây dựng Đà Nẵng thành phố thông minh. Hôm nay thì tôi được tham dự cái chương trình tọa đàm về đối thoại với lãnh đạo thành phố về cái chương trình chuyển đổi số của đoàn thanh niên. Tôi cảm thấy rất là tâm huyết, thể hiện cái tinh thần tiên phong xung kích của đoàn viên thanh niên trong cái công tác chuyển đổi số đối với cái sự phát triển của thành phố. Hiện nay thì chúng ta đều biết là Đà Nẵng là một trong những cái địa phương đi đầu trong cái chuyển đổi số. Chúng ta đánh giá cái chỉ số DTI của thành phố thì cả ba cái nội dung, đó là nội dung về chính quyền số, nội dung về kinh tế số và xã hội số, thì chúng ta đều xếp thứ nhất. Do đó thì năm nay thì cái chủ đề của buổi đối thoại về cái việc là tiên phong trong cái chuyển đổi số thì đây là theo tôi nghĩ thì là một cái nội dung nó rất sát và nó đang được đông đảo nhân dân cũng như là thanh niên của thành phố quan tâm, và nó cũng là cái dịp mà để cho thanh niên của thành phố có thể nắm được thêm các thông tin, các cái định hướng của thành phố trong vấn đề thực hiện chuyển đổi số. Tại diễn đàn, các đại biểu thanh niên đã đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất lãnh đạo thành phố xoay quanh các nội dung về các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã được thực hiện tại nghị quyết số 05 của Thành ủy và đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các chủ trương chính sách của thành phố trong phát huy vai trò của thanh niên trong lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.